Sau khi công ty Formosa xả chất thải độc giết biển của 4 tỉnh miền Trung, biển Trung Á là bị nặng nhất, thì dân miền Trung đã quá khổ rồi, mất biển là mất tất cả. Mọi người dân ở đó đa số là sống về nghề biển, nghề cá. Nhưng mà sau khi mà biển chết thì cá chết, thì tiếp tục là con người sẽ chết. Mọi người thấy đó, bây giờ là biển chết rồi. Thì cái lũ lụt do công ty thủy điện Hố Hô xả ra giết dân thêm một lần nữa. Thì lúc mà như trong cái tình huống mà thảm khốc mà bất đồng như vậy, người dân không thể nào đợi thêm tới chính phủ phải lo. Chính phủ không nhúng tay vô, nhưng mà chuyện đó là chuyện của chính phủ phải lo. Người dân không có đợi được, bắt buộc người dân phải nhúng tay vô. Khi mà MC Phan Anh kêu gọi mọi người cùng đồng hành, ra tay góp sức để mà cứu trợ lũ lụt miền Trung, người dân không có nghĩ tới là bị lường gạt, không có bị nghĩ tới là cộng sản con như Phan Anh lường gạt tới mức độ mà trắng trợn như vậy. Thành ra mọi người rất là có niềm tin, lòng tin, gửi tất rất là nhiều. Nhiều người thậm chí chỉ có là nhịn một bữa ăn sáng hay là một ngày làm việc, chích cái tiền một ngày làm việc đó ra đặng gửi vô, là mà cứu đồng bào miền Trung trong cái cơn hạn nạn mà gấp rút như thế này. Thì pha 24 tỷ không phải là con số nhỏ, hơn 1 triệu đô đó mấy bạn. Thành ra không phải là con số nhỏ đâu, thành có thể cứu được rất là nhiều người mà làm được rất là nhiều chuyện. Nhưng mà MC Phan Anh có thật sự là kê khai theo lời nói của anh ta lúc ban đầu là kê khai ngày 31 tây tháng 10 năm 2016 không? Hôm nay là đã ngày 27 tây tháng 11 năm 2016, MC Phan Anh vẫn chưa có khai kê. Sao kê ra? Nếu mà sao kê thì nói là đợt 1, đợt 2, chỉ chụp 1, 2 tấm hình, nói là ô đợt 1, đợt 2, mua bao nhiêu ruốc, bao nhiêu con bò, bao nhiêu con gà. Nhưng mà thật sự những cái biên lai, những biên nhận, bao nhiêu bò gà có thấy cái hình nào đâu, có thấy cái gì mà lên đâu. Thành ra bắt buộc mọi người phải lên tiếng là sao kê. Nhưng mà càng ngày càng kêu MC Phan Anh sao kê thì hình như là anh ta đã lẩn trốn ở đâu rồi, giống như là sợ bị cắn vậy đó. Thành ra bị lẩn trốn ở đâu rồi. Nếu mà thật sự con người của mình minh bạch, người của mình rõ ràng, theo cái lời nói của mình, theo cái cuộc chơi của mình, theo cái lời mà lập luận lúc ban đầu á, thì phải làm theo đúng. Thì cái lòng tin, cái niềm tin đã bị MC Phan Anh chà đạp như vậy, người dân bắt đầu mới suy nghĩ ra được, ồ, thì ra là mình đã bị cái tên cộng con này nó gạt rồi. Thử hỏi coi, 24 tỷ, hơn 1 triệu đô, ai cũng có lòng tham. Nhưng mà lòng tham lấy của người nghèo để mà ăn, cướp của người nghèo để mà ăn, thì cái đó không có gọi là lòng tham, mà cái lòng ác độc, cái lòng của một những cái người quái thú. Lũ lụt miền Trung xảy ra là phải để chính phủ lo. Người dân không có trách nhiệm để mà lo cho cái lũ lụt này. Bị lũ lụt này là nhân tai, không phải là thiên tai. Nhân tai là chính phủ phải nhúng tay vô, phải phán xét những cái chuyện xảy ra như thế nào và đền bù cho dân chính đáng như thế nào. Formosa vẫn còn nằm đó, chính phủ lại nhúng tay vô binh dịch Formosa. Vậy người dân bị giết hại, chính phủ lại hại dân thêm, mà bây giờ lại bị lường gạt nữa. Nếu mà Phan Anh á, cướp của giàu chia cho nghèo, kêu gọi chính phủ phải ra tay giúp sức giúp cho người dân, tôi sẽ tôn sùng Phan Anh lên tầm ẩm Big Hero, Superman. Nhưng mà đằng này lại đi cướp của nghèo, cướp lòng tin của mọi người, chà đạp lòng tin của mọi người để mà ăn, để mà đánh bóng tên tuổi của mình. Nói có nhiều người hỏi bà này chắc rảnh lắm. Phải, tôi rảnh lắm, tôi có nhân tài, tôi có tài lực mà, nhiều thứ lắm, iPhone nè, iPad nè, internet, cộng với lại tôi có nhiều thời gian rảnh lắm. Một ngày nào mà Formosa còn ở tại Việt Nam, biển Việt Nam vẫn chưa có sống lại, người dân chưa đền bù thỏa đáng, chính phủ chưa nhúng tay vô cho rõ ràng, thì tôi vẫn còn rảnh, tôi rảnh lắm, có thách thức được không? Vẫn thách đi. MC Phan Anh chưa có nhả ra 24 tỷ đó, chưa có sao kê rõ ràng số tiền nó đi về đâu, làm gì, phải lập tức cứu trợ lũ lụt miền Trung, phải sao kê lập tức, thì ngày đó tôi sẽ không còn nói nữa. Nhưng mà đằng này không ai làm hết, tôi bắt buộc phải lên tiếng. Tôi lên tiếng cho hàng triệu người, hàng trăm người, các bạn Việt Nam trong nước nha. Mình là ở ngoài nước lâu lắm rồi, không có ở trong nước lâu lắm rồi. Các bạn là người trong nước, cuộc sống là của các bạn. Tụi tôi là chỉ có ủng hộ tinh thần, ủng hộ được cái phần nào thôi. Cuộc sống là của mọi người nên đứng lên, đừng có im lặng nữa. Phải đuổi cái bọn cộng sản, cái đuổi cái bọn cầm quyền, bị nó
tụi nó chính là cái tụi mà chống đỡ cho Formosa giết biển của dân tộc. Biển là một cái kho lương thực nuôi hầu như là 1/3 nước Việt Nam, thu nhập rất là nhiều trên cái biển Việt Nam. Bây giờ biển chết, dân phải đi tứ xứ làm cu li, bị người khác chà đạp, bị người khác coi thường, thì cái đó không có gọi là một cái dân tộc nữa. Thì cái bọn lãnh đạo đó nên đá xuống khỏi cái ghế đó. Mọi người phải đứng lên đuổi bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, sau đó mới đuổi tới Formosa. Bởi vì còn lãnh đạo Việt Nam thì Formosa còn sống trên biển, giết biển mỗi ngày, mỗi giết biển thêm, biển sẽ không có sống lại được đâu. Mọi người cứ nghĩ đi, biển mà sống lại ít nhất là 10 năm, 20 năm, 50 năm, hoặc 100 năm, hoặc là không giờ sống lại được. Thì những cái biển nó thành biển chết. Biển chết thì Cộng sản sẽ dâng nguyên cái biển nó cho Trung Cộng thôi. Bởi vì nó là giờ không ai xài, không ai làm, mà Trung Cộng bỏ tiền vô đầu tư thì nó bán cho Trung Cộng rồi, nó sẽ dâng cho Trung Cộng thôi. Nhưng mà nếu mà biển sống, người dân tràn về lại tất cả, mọi người sống bình thường thì nó không có lý do nữa. Thành ra nó bắt buộc nó phải giết biển. Mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Còn tôi hả? Mọi người nói con nhỏ này rảnh lắm, tối ngày cứ lên nói lẩm nhẩm hoài, ăn không được rồi tức rồi ganh tị. Tôi sao phải ganh tị? Lúc nào tôi cũng có ăn ngon mặc đẹp hết á, không cần phải ganh tị đâu. Tôi ở bên cái xứ hả, tự do, muốn nói gì nói, muốn chạy xe gì thì chạy, mua đồ lại rẻ nữa, không cần phải ganh tị đâu. Chứ tội nghiệp mấy bạn thôi, tội nghiệp mấy người dân trong nước thôi. Nên nhớ đi, 10.000 người không thể nào cứu được 90 triệu dân. 90 triệu dân phải là 50% của 90 triệu dân là 45 triệu dân cùng nhau đứng lên. Không có cái nhà tù nào mà nhốt nổi 45 triệu dân. Mọi người hãy đồng hành cùng những cái bạn, các anh chị em trong nước, đứng lên đuổi cái bọn này đi. Thì tự nhiên người dân sẽ không có còn bị cảnh như là bắt chó, giết mèo, rồi bị người dân đánh đập tê, giả mang như vậy. Hoặc là không có bị cái cảnh mà thấy cảnh là cướp giật dọc đường nữa. Là tại vì mọi người có cuộc sống ấm no thì không ai nghĩ tới cướp giật đâu. Các bạn phải suy nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ là ô người ta ăn cắp con chó thì đặt cho người ta cái què ta chặt cả gãy cẳng rồi máu me đầm đìa rồi cột vô rồi nhốt trong một cái lồng chung với con chó chết đó. Nếu mà cuộc sống của họ sung sướng, một cuộc sống sung túc, một cuộc sống không lo tới hôm nay phải có cơm ăn hay không, ngày mai phải cho con đi học tới cỡ nào, thì người ta sẽ không nghĩ tới ăn cắp giặt đâu, không có nghĩ tới ăn cắp chó đâu. Chỉ là do cái bộ máy chính phủ không có lo nổi cho người dân, mà càng ngày càng đưa người dân tới con đường cùng, thì người dân đã không còn đường đi nữa mới chọn cái con đường bất hạnh như vậy. Không có ai muốn mình là ăn cướp, không có ai muốn mình là một tội đồ hết trơn á. Thì người dân phải tự động suy nghĩ nha.